Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin VTV gọi người bán rong là ký sinh trùng, cộng đồng phẫn nộ. Dư luận hai ngày nay gay gắt khi ông Nguyễn Anh Quang của đài VTV1 dùng từ sống ký sinh trùng để nói về những gánh hàng rong trong bản tin tài chính vào hôm 17 tháng 8. Biên tập viên Anh Quang đã nói như sau, dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến cho những con phố du lịch hay chủ yếu là phục vụ du khách nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều. Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao? Đây là hình ảnh biên tập viên Anh Quang nói trên đài VTV1 sáng ngày 7 tháng 8 rằng những gánh hàng rong này là ký sinh trùng. Và gần như ngay sau đó, dân mạng đã ồn ào lên án cách dùng từ ký sinh trùng cho đây là lối nói xúc phạm, xem thường người bán hàng rong, một thành phần kinh tế của đất nước. Anh Quang sau đó đã xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Do sơ suất, tôi đã đọc nhịu một câu khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những phản cảm không đáng có. Đây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn, chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào cả. Và hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan. Và một lần nữa, tôi mong nhận được sự lượng thứ của các quý vị khán giả. Và sau đó, biên tập viên này đã đóng trang Facebook văng phố cổ của mình lại để không ai có thể bình luận được tiếp. Và theo số liệu chính thức của Việt Nam, ngân sách nhà nước cấp riêng cho đài VTV vào năm 2019 hơn 248 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Vũ cũng viết trên trang Facebook rằng những người bán hàng rong làm bằng công sức của chính họ và so sánh rằng họ không ăn hại ngân sách một năm hàng chục nghìn tỷ như Đảng Cộng sản và các tổ chức của Đảng. Họ cũng không tham ô, không cướp đất như đảng viên Đảng Cộng sản. Người bán hàng rong không xin ngân sách một năm hàng chục ngàn tỷ đồng như các tổ chức ăn hại của Đảng, như tổ chức Đảng Cộng sản ăn bám của dân. Họ không tham ô như đảng viên Cộng sản. Họ không bòn rút, đục khoét ngân sách. Họ cũng không cướp đất, cướp nhà. Họ làm công sức của chính họ. Khó khăn mùa dịch mà nhà nước chính phủ hầu như chẳng giúp được gì cho họ, sao lại mắng người ta là ký sinh trùng? Và ký sinh trùng là đám đảng viên Cộng sản, quan chức ăn bám của dân mãi, không chịu buông mới đúng. Ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Còn ông Merat André, một công dân Pháp cũng có quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết cũng bình luận như sau. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, nhưng có nhiều Việt Nam khác nhau, trong đó có một Việt Nam tôi yêu và tốt tôn trọng. Họ biết đói cho sạch, rách cho thơm, và cũng có một Việt Nam chỉ biết giàu cho béo, trị cho thối. Họ sống như đàn má mút hút máu của người, đó là cái Việt Nam tôi vô cùng khinh bỉ. Đây là hình ảnh gánh hàng rong đại diện cho kinh tế vỉa hè của Việt Nam. Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn có biệt danh là Lê Dũng Vô Va, khẳng định rằng VTV đã mắc phải một sai lầm thuộc loại khó chấp nhận. Dưới góc nhìn của ông, người bán hàng rong là người tử tế và khi lao động kinh doanh hợp pháp. Trong khi đó, ông Dũng bình luận rằng những công chức, viên chức được nuôi từ tiền thuế của dân, mà nếu không làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận hoặc ăn cắp, tham nhũng chính là ký sinh trùng. Ông nói tiếp, VTV nên có lời đính chính và xin lỗi khán giả cũng như những người bán hàng rong. Còn luật sư Lê Luân thì cho rằng việc VTV dùng những chữ ký sinh trùng để mô tả người bán hàng rong là một sự nhục mạ công khai và khinh rẻ. Ông Luân đưa ra ý kiến rằng nếu nhà nước không xử phạt VTV về hành vi miệt thị một ngành nghề kinh doanh, điều đó đồng nghĩa với nhà nước đang dung túng cho hành vi sai trái một cách công khai. Người bán hàng rong là những người tử tế khi lao động kinh doanh hợp pháp. Ký sinh trùng thực tế là những công chức, viên chức được nuôi từ cái 10% VAT của dân nếu không làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận. Nếu công chức ăn cắp, tham nhũng thì còn đê tiện hơn ký sinh trùng. Ông Lê Văn Dũng cũng nêu tiếp quan điểm trên hai diễn đàn có hàng trăm ngàn thành viên Nhật ký yêu nước và Bàn luận kinh tế chính trị được nhiều người cũng lên án là VTV với hàng trăm lời bình luận cho rằng cách sử dụng từ ngữ của đài quốc gia này vô học, xúc phạm nhân phẩm, kém văn minh. Cộng đồng trên mạng cũng nhận định rằng ở Việt Nam, nơi toàn bộ các cơ quan báo chí chịu sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì bản tin hôm 17 tháng 8 của VTV đã được biên tập kỹ lưỡng và không thể xem phát ngôn của nam biên tập viên là buột miệng được. Đây là hình ảnh bức tranh của Bloom, nữ họa sĩ người Anh đã vẽ gánh hàng rong ở Hà Nội vào năm 2019. Gánh hàng rong được xem là nét đẹp văn hóa Việt Nam, đem lại cảm hứng sáng tác trong rất nhiều tranh vẽ và chụp ảnh nghệ thuật.
Một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vào hồi năm 2016 cho hay số người lao động phi chính thức, trong đó có một tỷ lệ lớn là người bán rong, lên đến trên 18 triệu người trong tổng số dân số hơn 90 triệu người dân Việt Nam khi đó. Và trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân cũng viết tiếp như sau: câu chuyện trên VTV hoàn toàn không phải là một chuyện nhỏ, càng không nên coi đó một tai nạn nghề nghiệp của công chức, vì từ vô lễ với dân dẫn đến hành dân chỉ là một bước rất ngắn. Nhà báo Hoàng Hải Vân cho rằng việc nhờ người khác đăng lời xin lỗi là hành vi vô lễ khác. Biên tập viên này có tên tuổi, nhưng lời xin lỗi được cho là của bạn ấy trên Facebook bằng một cái tên hoàn toàn khác. Trong lời xin lỗi này, bạn còn bảo là do mình nói nhịu, lên sóng nói lời miệt thị dân thì công khai danh tính, còn xin lỗi thì vừa giấu tên vừa không thành khẩn. Đã nói lời vô lễ với dân, lại xin lỗi bằng một hành vi vô lễ khác, ông nói. Và trả lời đài BBC tại London vào ngày 18 tháng 8, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhà báo Ngọc Vinh nói như sau: theo tôi, đây là lỗi cố tình. Vì sau khi thấy dư luận bày tỏ phẫn nộ thì phát thanh viên dùng từ ký sinh trùng cho người bán hàng rong thì lãnh đạo VTV cho sửa sai bằng cách bỏ giọng đọc của anh Quang để thay bằng giọng đọc của một phát thanh viên khác. Cậu này thay từ ký sinh trùng bằng từ ký sinh. VTV đã sửa sai bằng cách gọi những người bán hàng rong là những người sống ký sinh, thay vì gọi họ là ký sinh trùng như trước đó. Và cả hai cách gọi đều tệ như nhau vì đều hàm ý miệt thị người bán hàng rong. Theo tôi, chỉ cần dùng từ sống nhờ là được. Còn Facebook tránh chung thì viết như sau: người ta không bầu, không chọn các anh mà anh cứ dùng tiền của người ta hội họp, tiệc tùng, lãng phí, thì đó là sống ký sinh và chính các anh được xem như là ký sinh trùng, hiểu chưa? Cũng có một số người cảm thông với lời xin lỗi trên. Ông Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM viết trang Facebook cá nhân: mình đã xem bản tin và tin rằng VTV không có lý do gì để xúc phạm hay hàm ý xúc phạm khán giả, bởi nội dung bản tin là nêu sự nhọc nhằn khó khăn của họ. Và sự cố kỹ thuật ấy rõ ràng là tai hại, gây ra sự giận dữ cho công chúng và trước mắt bạn ấy phải trả giá khá đắt. Ông nói tiếp, mình tin lời xin lỗi ấy, thật đáng tiếc, với tư cách là cá nhân, mình và khán giả, mình tha lỗi. Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển nêu quan điểm của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Trao đổi với đài BBC vào ngày 18 tháng 8, dịch giả Nguyễn Việt Long phân tích tiếp như sau: ký sinh trong sinh vật học là cách thức mà những loài vật sống trong các cơ thể sinh vật khác lấy chất dinh dưỡng từ các sinh vật đó để sống. Từ nghĩa gốc này mà dân gian dùng với nghĩa bóng, ví von là ăn bám, sống gửi, chứ không phải nghĩa đen như trong sinh vật học, nên có sắc thái tiêu cực. Tất nhiên, những người bán hàng rong, họ phải tự mưu sinh, chứ không ăn bám ai cả, do đó không nên ví như vậy. Và một điều được đặt ra, VTV đã né tránh trách nhiệm. Việc biên tập viên nói sai là một chuyện, nhưng điều khiến nhiều người chỉ trích là cách hành xử của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam. Cho đến bây giờ, chưa có một lãnh đạo của VTV nào chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc, và điều này gây ra khủng hoảng truyền thông. Có người đưa ra ý kiến nguyên tắc xin lỗi là sai ở đâu thì xin lỗi ở đó, sai trên nền tảng truyền hình thì xin lỗi trên truyền hình, sai trên báo thì đính chính trên báo. Vì thế, dù biên tập viên có lời xin lỗi, nhưng xin lỗi trên trang cá nhân và VTV vẫn im tiếng là không thỏa đáng. Còn nhà báo Hoàng Hải Vân nhận xét tiếp như sau: tôi biết đây hoàn toàn không phải là quan điểm của VTV. Dù là một tai nạn nghề nghiệp, không mong muốn, nhưng đã phát trên sóng quốc gia thì lãnh đạo của VTV phải tự đứng ra chịu trách nhiệm. Thậm chí người đứng đầu nhà nước cũng phải tự chịu trách nhiệm. Vì VTV là tiếng nói của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và chừng nào lãnh đạo của VTV chưa tự đứng ra xin lỗi dân trên sóng truyền hình quốc gia, thì chừng đó lãnh đạo VTV vẫn gián tiếp thừa nhận những lời lẽ xúc phạm dân không trái với quan điểm của mình. Đây là hình ảnh dư luận đang chờ đợi xin lỗi từ chính ông Trần Bình Minh, tổng giám đốc của VTV, vì phát ngôn xúc phạm nghề gánh hàng rong lương thiện, nét văn hóa trong tâm hồn người Việt. Nhà báo Ngọc Vinh cũng nói với đài BBC như sau: phát thanh viên Anh Quang xin lỗi là điều tốt, nhưng là xin lỗi trên Facebook của cậu ta, chứ không phải là xin lỗi trên màn hình của VTV. Điều này khiến dư luận không vừa lòng. Họ đòi hỏi lãnh đạo VTV phải đích thân xin lỗi trên VTV vì cho rằng không chỉ phát thanh viên mà cả lãnh đạo VTV cũng có lỗi vì kịch bản phát thanh và phát hình được xem xét duyệt qua nhiều tầng lớp lãnh đạo của đài sau khi đã sửa sai mà như không sửa. Tôi đồng tình với đòi hỏi này. Và VTV là một đài truyền hình quốc gia sống bằng tiền thuế của dân. Người bán hàng rong chính là nhân dân, góp thuế cho nhà nước, chu cấp cho VTV
Vậy mà VTV lại đi miệt thị người bán hàng rong là ký sinh trùng và sống ký sinh, ai nghe cũng nổi giận, huống gì một nhà báo như tôi. Theo tôi, các nhà báo được sinh ra không phải để miệt thị nhân dân mà để bảo vệ họ. Vì vậy, VTV đã sai, sai nhưng cố chấp và sửa sai như không sửa. Họ phải chịu trách nhiệm vì điều đó trước nhà nước và trước nhân dân. Hiện nay, nhân dân nói chung và người bán hàng rong nói riêng đang chờ VTV xin lỗi họ. Ông nêu quan điểm. Còn trên trang Facebook cá nhân, ông Võ Xuân Sơn cũng cho rằng lỗi này thuộc về VTV. Và ông nói tiếp, vấn đề mà người ta đang phản đối sau câu phát biểu ký sinh trùng của biên tập viên Anh Quang không chỉ là giận dữ với cá nhân của biên tập viên Anh Quang, mà còn với VTV. Và VTV không có bất cứ một động thái nào xin lỗi về sai sót này là chưa thỏa đáng. Và khi biên tập viên Anh Quang nói trên VTV, thì anh ấy đã không còn là cá nhân mà anh ấy đang đại diện cho một đài truyền hình lớn nhất của Việt Nam. Đây là hình ảnh gánh hàng rong suốt 20 năm nuôi 5 con đại học của vợ chồng ông Lê Văn Mưa và Nguyễn Thị Tâm Xuân trong con hẻm nhỏ sau khu biệt thự Lê Lai, Đà Lạt với hai bác sĩ, một kỹ sư, hai cô con gái út đang là sinh viên y và ngân hàng. Và có vẻ như VTV không hiểu được điều đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà nhân viên của VTV có sai sót tương tự xảy ra trên sóng VTV. Càng không phải lần đầu tiên VTV không đứng ra xin lỗi về những sai sót của mình. Tôi nghĩ người nào đó quản lý VTV cần được giáo dục lại về tính trách nhiệm về liêm sỉ. Ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập của Đài truyền hình Việt Nam, trả lời báo Tuổi Trẻ Online nói, biên tập viên Anh Quang, người đọc bản tin nói trên đã có lời xin lỗi chính thức tới khán giả trên trang cá nhân và đài sẽ có hình thức xử lý đối với lỗi này. Có ý kiến cho rằng cách trả lời này của ông Nguyễn Hà Nam cho thấy lỗi lầm đang được đổ lên cá nhân, biên tập viên và nhà đài đang phủi bỏ trách nhiệm. Nhà bình luận Phạm Minh Vũ thì nói tiếp như sau, cũng là bài viết của VTV viết về gánh hàng rong ở Trung Quốc, thì VTV cho đó là huyết mạch kinh tế của Trung Quốc trong mùa dịch. Còn phát ngôn của VTV không phải là của biên tập viên nào hay lãnh đạo nào của đài, mà nó là thái độ của nhà cầm quyền khi họ lâu nay khinh khi miệt thị người nghèo ở Việt Nam. Gánh hàng rong trong tư duy của người Cộng sản, họ là đang ăn bám vào các con phố, sống được là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước. Nhưng cũng là gánh hàng rong ở tận Trung Quốc, VTV nó phải vẽ lên, tô lên những ngôn từ đầy màu sắc lung linh. Lãnh đạo đất nước thì xem nhân dân như thế lực thù địch, xem gánh hàng rong thì như ký sinh trùng, xem Trung Hoa kẻ thù của nhân dân Việt Nam là bạn vàng, đồng chí tốt, và xem gánh hàng rong ở Trung Quốc là huyết mạch kinh tế. Cái trọng, cái khinh này ngẫm sao mà cái đáng quá, xót xa quá, ông nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 với bản tin VTV gọi người bán hàng rong là ký sinh trùng, cộng đồng phẫn nộ. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.